Anh em nhá, trong đợt này của anh Tùng Đào này. À, Tùng Đào bên Mỹ. Hay sai, Tùng Đào chắc sướng xem video này sướng. Cái này là của khách Hàn Quốc này. Ok, bạn bên Hàn Quốc này, anh Tùng Đào này. À, cái này của ai? Cái này của ai? Còn thêm cái nhẫn nữa, cái nhẫn. Còn thêm một cái nữa. Bây giờ chúng tôi đang có trên tay một cái đôi này của anh gì ở Sài Gòn nhỉ, anh em? Đôi nhẫn này của ai ở Sài Gòn nhỉ? Sang ở Sài Gòn. Anh Sang ở Sài Gòn. Thì hôm nay tôi sẽ quay cho anh chị một video tổng hợp nhá, liên quan đến 5 sản phẩm, trong đó 2 sản phẩm nước ngoài và 2 sản phẩm ở Việt Nam. Nước ngoài thì chúng ta có bạn ở bên Hàn Quốc này. Mình lấy cho anh Tùng Đào bên Mỹ. Kim cương phun kim luôn. Ok, theo dõi video nhá. À, ở đây tôi đang có một cái nhẫn móng rồng dành cho bạn ở bên Hàn Quốc. Cái nick Zalo rất là đáng yêu. Tên là Boy Boy Sòn Sòn à. Viên Toba. Toba trắng. Rất là hay. Và cái mẫu này là mẫu Victory cải tiến nhá. Chúng ta vẫn sẽ có chữ Phúc và Thần Phúc Thiên Bảo này, logo Tahi Game này. Sử dụng vàng Tahi 18 10K 417. Cái nhẫn này thì tôi dự đoán nó rơi vào tầm khoảng 3.5 chỉ. Và chi phí cái này thì chắc là khoảng rơi vào cỡ tầm khoảng dưới 20 triệu ha. Tôi chưa thấy để bạn thông báo các bạn dọn về cái sản phẩm này, nhưng tôi sơ bộ là sẽ như thế. Và cái viên đá này thì nó rất là sáng, phản chiếu rất là mạnh. Chúng ta có thể xem được cho nhiều góc. Ở đây chúng ta có một cái nhẫn lượn sóng nữa. Cái nhẫn này là sẽ là một cái nhẫn cặp nhé. Nó sẽ có một cái nhẫn bên cạnh nữa. Thì tôi chưa sản xuất xong, nhưng tôi quay sơ sơ lên cho anh chị xem trước. Này thì bạn Minh bạn sẽ có video riêng cho anh chị. Thế còn bạn Tùng Đào ở bên Mỹ thì bạn nên làm sản xuất một cái nhẫn kim cương. Viên chủ là viên 3 ly. Và rất nhiều đa tấm. Sản phẩm này tôi sẽ được giao đi trong một vài ngày tới. Sẽ xử lý xong, sẽ chuyển đi Mỹ cho bạn ấy. Tương đối là hợp lý và đẹp. Sản phẩm này thì chuẩn. Sơ bộ có Tùng Đào nó khoảng mấy triệu nhỉ? Tầm 10 triệu ha. Nhìn mấy cái nhẫn này. Nó tầm khoảng 10 triệu, khoảng 10 triệu. Cái sản phẩm này à, chỉ tầm đấy thôi anh chị ạ, tất cả là kim cương nhá. Và số lượng cũng khá là nhiều đấy, không có ít đâu. Nhưng mà chỉ vậy thôi. Cái này cũng sẽ là, tôi nghĩ là một cái món quà tặng thì rất hợp lý. Bạn Hải có thể khai thác về cái bài này hả ạ? Nó với kim cương khoảng 10 triệu đồng, full kim luôn. Thì nó rất là hay. Và ở trên đây thì tôi đã có một cái sản phẩm nữa trên cái giám định này, một cái Monsanai. Đây là một cái nhẫn, đôi nhẫn cưới hai màu anh chị nhá. Thì là một cái mẫu mới. Minh quay cái này chưa? Những hai màu này đã cắt dạng cánh hoa nhé. Sử dụng hai màu là màu vàng trắng và vàng hồng. Cưới rất là đẹp. Một số cái nhẫn cưới như này nếu anh chị mua sẵn hoặc anh chị sử dụng một số vật liệu khác, ví dụ kim cương, thì anh chị có thể chi trả bên ngoài với một số tiền là 40-50 triệu. Nhưng mà với tại Tahi Game chúng ta sẽ có thể sử dụng một số tiền bằng một nửa thôi. Đã có thể làm xong cái sản phẩm này rồi. Và tất cả sản phẩm này đều là bản 3D hết hoàn toàn luôn. Mình cho em mượn cái khăn ra. Hoàn toàn là thiết kế riêng nhá. Rất là đẹp. Lót lòng là vàng trắng hết. Tahi Game 18K750. Rực rỡ luôn, đẹp dài luôn. Thế đây là một cái video à, tôi quay tổng hợp lại những sản phẩm chuẩn bị giao nhé. Và bây giờ tôi sẽ đưa dữ liệu lại cho bạn Hải. Bạn Hải sẽ bổ sung thêm một số dữ liệu cho anh chị để giới thiệu đến anh chị trong ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Tôi là Tahi Phạm của kênh Vàng Tahi Phạm. Xin chào.
nhanh nhanh nhanh.